Hi, minasan, konnichiwa. Chào mừng các bạn đã đến với buổi học tiếng Nhật cùng Nhật ngữ Hoa Sen. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu mẫu ngữ pháp N5 trong cuốn Minna no Nihongo. Hai, hajimemasho. Và trước khi đi đến với bài học ngày hôm nay, các bạn hãy cùng nhau xem một bức ảnh sau đây nhé. Ano hito wa ansan desu. À, chúng ta sẽ hỏi là không biết rằng giữa chó và mèo thì bạn thích con nào hơn đúng không nào? Neko to inu to dochira ga suki desu ka? Neko to inu to dochira ga suki desu ka? Nếu bạn nói là tôi thích chó hơn. Inu no hou ga suki desu. Inu no hou ga suki desu. Còn nếu tôi thích mèo hơn. Neko no hou ga suki desu. Neko no hou ga suki desu. À, trong trường hợp là bạn thích cả hai. Dochira mo suki desu. Dochira mo suki desu. Và ở đây chúng ta sẽ thấy một mẫu ngữ pháp mới xuất hiện. Danh từ 1 tố, danh từ 2 tố, dochira ga, tính từ desu ka? Đó là đối với câu hỏi. Và khi trả lời chúng ta sẽ trả lời rằng N1 hoặc là N2, no hồ ga, tính từ desu. Hoặc dochira mo, tính từ desu. Và ý nghĩa là N1 và N2 đằng nào thì tính từ hơn? Câu trả lời là N1 hoặc là N2 thì tính từ hơn. Hoặc đằng nào cũng tính từ. Và cách dùng là đây là cách nói và so sánh hơn, kém giữa hai vật. Và để hiểu rõ hơn về mẫu ngữ pháp này, chúng ta hãy cùng nhau đi đến một vài ví dụ sau đây nhé. À, giữa bia và rượu thì bạn thích cái nào hơn? Chúng ta sẽ hỏi là Biru to wine to dochira ga suki desu ka? Biru to wine to dochira ga suki desu ka? À, tôi thích bia hơn. Biru no hou ga suki desu. Biru no hou ga suki desu. Tôi thích rượu vang hơn. Wine no hou ga suki desu. Wine no hou ga suki desu. Tôi thích cả hai. Dochira mo suki desu. Dochira mo suki desu. Còn ở bức hình này thì giữa môn bóng đá và môn bóng chày thì bạn thích môn nào hơn? Chúng ta sẽ hỏi. Saka to yakyu to dochira ga suki desu ka? Saka to yakyu to dochira ga suki desu ka? Tôi thích bóng đá hơn. Saka no hou ga suki desu. Saka no hou ga suki desu. Tôi thích bóng chày hơn. Yakyu no hou ga suki desu. Yakyu no hou ga suki desu. Tôi thích cả hai. Dochira mo suki desu. Dochira mo suki desu. Và bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Có điều gì thắc mắc, các bạn hãy để lại bình luận bên dưới. Đội ngũ giáo viên Nhật ngữ Hoa Sen sẽ xem và giải đáp thắc mắc cho các bạn. Hai, minasan, mata kondo onegashimasu.